chị Estesat Bakery. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn làm một món bánh vô cùng đơn giản mà bố mẹ thì có thể làm cùng với bé chuyên nghiệp quốc tế thiếu nhi này. Chúng ta bắt đầu nhé. Để bắt đầu được món bánh này thì chúng ta sẽ tới các phần nguyên liệu. Thứ nhất mình cần 250g cream cheese, 200ml whipping cream, 40g bơ lạc, 40g đường và trái cây cùng với gelatin và Oreo. Trước tiên thì mình sẽ làm về phần đế bánh. Nếu mà các bạn không có những khuôn như thế này tại nhà thì mình có thể sử dụng những cái hộp như là bánh lăng cũng được ạ. Đầu tiên thì mình sẽ dùng tới bánh Oreo. Đế bánh này thì mình sẽ lấy từng cái ra và tách phần cắn này. Sau khi mà mình tắt được vỏ vào phần kem rồi thì mình để phần kem qua để chút mình làm cho cái bánh sau. Còn cái này thì mình sử dụng 1/2 để làm đế bánh. Gelatin nó đã đều sôi tới phần nguyên chi rồi á thì mình sẽ để chung whipping vào cái phần này.